Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stitch World Legacy Đại Chiến Người Que nha. Và nếu anh em nào là thích video này hãy để cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Stitch World Legacy. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm những cái video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Anh em có thể qua cái channel thứ hai là channel MR Thành của mình để xem thêm các cái video mới nhất của mình. Ví dụ như là khủng long này, đội quân tiêu diệt chúa quỷ ấy. Rồi, rất là hay luôn. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại nào với Stitch World Legacy. Mình sẽ chơi phát. Hôm qua đang chế độ giải đấu nhỉ? Không, hình như hôm qua mình về nước cái phần gọi là phần cổ điển rồi. Chưa, còn một vương quốc cuối cùng anh em ạ. Đây, vương quốc số 6 đây. Là vương quốc gì đây? Bộ lạc được gọi là Soul Stealer Ma Cà Rồng đã trao đổi các công nghệ của họ với Marokai, còn được gọi là chúa tể bóng tối sắc sống, đổi lại hắn ta mê hoặc vũ khí và áo giáp của họ bằng một lời nguyền rút cạn sinh lực của nạn nhân. Đội quân Soul Stealer của Marokai trở lại nơi sâu thẳm mà chúng tới. Thế bảo có đội quân bóng tối à? Đội quân Ma Cà Rồng à? Ấy chà chà, mình thấy khá là gớm à. Rồi ok, mình sẽ tác động Ukuro 5 cái rồi ạ. Trận này hơi mệt nha. Trận này hơi mệt đấy nha. Mình sẽ cần cố gắng đào nhanh nhất có thể nào. Đào nhanh nhất có thể nào. Có quân, ôi Ma Cà Rồng ạ, what the fuck. Từ chúng ta sẽ cần binh đoàn. Mình cần một thằng vàng thôi. Kinh quá. Cái gì đấy? Thần chết ạ. Thần chết cái gì đây? Có cái dấu hiệu thần chết gì đó anh em ạ. Đây này, thằng này này, thấy không? Binh đoàn sắc sống sẽ được sống dậy à? Nào, bảo vệ anh em. Tôi phải bảo vệ anh em ở trong này. Sẵn sàng chiến đấu. Ui, nó sẽ lấy quân của mình anh em ạ. Ái chà chà, ghê đấy. Binh đoàn sắc sống kìa. Binh đoàn sắc sống nhưng mà có một thằng gọi thầy tu. Và nó sẽ... Ok. Tấn công luôn. Mình bỏ này đi, tấn công luôn anh em. Ấy chà, gần chết nhá anh em. Nguy hiểm thật sự luôn ạ. Chết rồi. Binh đoàn của mình đâu rồi? Quân đội của mình đâu nhỉ? Mình sẽ gọi thêm thích thì gọi thêm phép pháp sư gì. Nó mang quân lên đây anh em ạ. Khó chịu thế. Có cái thằng ở đây này. Biên làm nào đây? Hãy để quân của mình đưa lên để mình giết nó đã. Tính sau. Chuẩn bị sẵn sàng anh em ơi, chuẩn bị sẵn sàng nào. Quân đội đưa lên anh em ạ, mình giết thằng này đã. Mình phải giết được cái thằng quái vật này. Thấy không? Em thấy không? Anh em thấy nó đang đứng ở bên này không? Mày nhờn. Úi dồi, đông lắm anh em ạ. Nó bắt những thằng đào vàng của mình. Khốn kiếp thật sự luôn. Đây, mình đang giết cái thằng này đây. Mình đang giết cái thằng đội mày nhờn này. Ok, úi dồi. Thằng giáp của mình như bị ấy rồi sao anh nhỉ? Tấn công. Tấn công nào. Thôi không mua này nữa. Mua đào vàng cái. Chết rồi, đang hết đào vàng rồi anh em ơi. Nhưng mà mấy thằng chém kiếm của mình rất là khỏe anh em ạ. Cũng được. Nói chung là tạm ổn. Kẻ thù gọi quân tiếp viện. Ui cái gì đây. Về. Quân này làm sao mình có nhỉ. Về. Anh ơi. Ông ơi. Chết rồi. Chỉ về. My god. Cho phải gọi ra cái thằng này rồi anh em ạ. Chết rồi. Đây rồi, mình thấy nhau không? Rồi, mình điều khiển thằng này cái. Cố lên nào, đúng rồi. Đội quân sắc sống anh em ạ, nó gọi ra nhiều quá. Nó gọi ra quá nhiều luôn ý. Chết rồi. Mua thêm cung nào anh em ơi. Nó ăn vào.
Tấn công. Có một thằng ở đây này. Ui, chúng ta đối đầu với kẻ thù mạnh nhất. Nó gọi ra rất nhiều quân anh em ạ. Nhưng mà đam của nó yếu. Xem nào mà chiến đấu với ta không. Vương quốc cuối cùng luôn. Rồi ok, mình đang cố gắng hết sức để có thể là chiến đấu và chiến thắng bọn này. Giá trưởng này anh em ơi, nó chết ở đây anh em ơi. Tấn công nào. Thằng kia đã gục ngã rồi. Thằng kia đã gục ngã rồi. Đây là vương quốc cuối cùng. Đây là vương quốc cuối cùng của chúng ta. Tiến lên. Bắn mưa tên nào. Mưa tên này, bây giờ mình sẽ đập cái trụ này ra. Bây giờ nó có quân tiếp viện hay không? Gọi thằng khổng lồ ra đây đi. Mình có hệ thống cung ở sau bắn cũng khá khỏe. Cung mình... ma cà rồng anh em ạ. Ma cà rồng này đã xong. Vương quốc cuối cùng của loài quỷ đã bị tiêu diệt anh em ạ. Complete 100%. Chúng ta được cái gì không nhỉ? Không được cái gì rồi. Và mình phải xem không quảng cáo rồi. Tại vì mình đang bật cái wifi. Thế nó mới điên chứ. Ok, đã xong. Vương quốc cuối cùng đã bị phá hủy. Ây chà chà chà. Hay phết nhờ. Binh đoàn xác sống của nó lên. Toàn con mới thôi. Mình sẽ đi mua thêm một số thứ đó. Mình sẽ vào trong cái shop này mình mua thêm những cái cần thiết, những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiều cái mình đang bị thiếu này. Ví dụ gọi cả đội quân ra mình bị thiếu này. Không đủ luôn. Ok, sẵn sàng. Mua nhiều hơn nữa đi nào. Rồi, sẵn sàng anh em. Chơi nào và chúng ta tiếp tục vào chế độ giải đấu nhá. Với chế độ cực khó nào. Đó, thằng cuối cùng mình chưa mở khóa được. Không biết bao giờ thì tôi mới mở khóa cái thằng cuối cùng đây. Rồi, đang đánh nhau. Đánh nhau với một cái thằng gọi là gì à? Blacker, thằng chơi bóng gì à? Bầu dục. Rào chắn. Sức mạnh được nâng cao. Nâng cấp. Cung thủ Spider. Vừa chọn luôn. Vừa đủ bộ luôn. Rồi ok. Nó có quân nhỉ? Không có đâu anh em. Màn này thì sẽ khá lâu ấy. Tại vì là lý do tại sao, tại vì nó sẽ có một cái lớp rào chắn ở trước ấy. Nên hai bên sẽ cần phải đợi rất là thời gian rất là lâu thì mới có thể giao chiến được. Cố lên anh em, đào nhanh nhất có thể nào. Đập đá. Toàn thanh niên đập vàng, đào vàng khắp mọi nơi luôn. Đào vàng tiếp nào. Ok, đang đào vàng hết sức có thể ở đây. Nó có một con bắn cung thôi. Hiện tại nó chỉ có một con bắn cung thôi anh em. Mình sẽ mua thêm 3 thằng nữa để tăng cái tốc độ đào vàng lên gấp 3 lần nữa. Nó có 2 cung rồi. Nó không đào vàng nhanh thì nó sẽ thua thôi. Chắc chắn là như vậy. Mình đang đào vàng rất nhanh luôn. Hết tốc lực luôn. Đấy. Hết đào vàng cái là mình bắt đầu là đặt luôn được 2 thằng cung thì nó vẫn có 3 thằng lính ghẻ thôi. Như thế này là quá đông rồi đấy. Quá nhiều rồi đấy. Mua luôn này. Rồi, một thằng đầu tiên. Chuẩn bị bắt đầu là anh em. Đào tiếp. Đào khắp mọi nơi luôn. Mua nhiều lính này một chút. Mua nhiều thằng khổng lồ một chút là mình sẽ hạ nó nhanh thôi. Rất nhanh thôi. Đủ tiền nữa không? Hết tiền à? Đủ, vẫn đủ tiền mua 2 thằng khổng lồ anh em. Và bây giờ mình sẽ vã thẳng nhà nó đi. Quân nó không có đông lắm. Hủy diệt nào, tiến lên. Quân đội của tôi tiến lên nào. Quân đội tiến lên. Làm hết mình đi. Đào nhất có thể đi. 1.500. Thiếu khá nhiều tiền nữa. Hôm nay chơi nguyên đội hình gọi là nó có Sparta nhưng mà đội mũ ấy anh em ạ, đội mũ bóng bầu dục ạ. Nhìn khá hay. What the fuck? Ai à?
Mày một trận mưa tao cho hai trận mưa luôn. Thích chơi không? Thích đánh không? Xem nào là đào nhanh hơn. 1500. Quân đội đang tổng lực rồi anh em ơi. Tiến lên nào. Giết nó. Mình có 3 thằng ở đây luôn. Và nó chạy thế quái là sao sang bên này được đúng không? Không thể nào luôn. Rồi, tiếp tục đào thêm này anh em ơi. Lên nào, lên nào, lên nào. Rất đông quân ở bên kia. Rất nhiều người ở bên kia luôn. 987. Rồi. Một phát nữa, 1300 bao nhiêu này. Đã sẵn sàng. Quân đội đã sẵn sàng. Bây giờ mình làm gỏi hết cả bọn này anh em ạ. Bọn này đều là bọn Sparta. Khá trâu. Khá là trâu. Đánh mãi mà không đánh nổi luôn. Cái méo gì đây? Nó thích dùng cái tên thì mình cũng có tên thôi nha. Chắc chắn nó sẽ có quân dự phòng nó đưa ra ngay bây giờ mà. Nhưng mà mình đang tiến sát đến nhà rồi. Mình không ăn thua. Phá nhà nào. Tấn công. Dồn hết lực vào tấn công nhà đó. Đúng rồi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu sâu này? Quân đội đã đến đây rồi, đến sát đít rồi. Thêm khổng lồ rồi. Lần này mình không thể mua những cái bọn kia. Toàn bọn lâu nhâu ạ, có cái gì đâu. Nó quá là... sức mạnh nó quá là khác biệt. Quá là khác biệt luôn. Dần chết hết luôn anh em ạ. Long bomb. Look out. Rồi đây tấn công đi. Để auto tấn công đi. Giờ phá nhà thôi. Nó vẫn còn quân ở trên này. Khá mất thời gian. Quay lại đập nhà. Vẫn còn một thằng vẫn cố ạ. Vẫn cố hết sức ạ. Vẫn cố hết sức. Đây rồi lại thêm quân nữa rồi. Chúng ta mới có 35 vẫn chưa gọi là đầy đủ quân đội lắm đâu. Phá nhà, phá nhà, phá nhà, phá nhà, phá nhà. Rồi đã xong. Và ok chúng ta sẽ cứu mày nhé. Xin chào và gặp lại anh em nhá. Bye bye.